Thưa quý vị, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ được thực hiện đúng tiến độ, quy định. Đây là ghi nhận của đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Bầu cử tỉnh khi thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử tại thị xã Phú Mỹ vào sáng nay 14 tháng 4. Ủy ban bầu cử xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã báo cáo với đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng số cử tri của xã tham gia bầu cử là 11.243. Hiện Ủy ban bầu cử xã đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri tại 7 khu vực bỏ phiếu. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 98%. Đối với người được giới thiệu ứng cử Hội đồng Nhân dân cấp thị xã và tỉnh đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 96%. Chuyển khiếu nại tố cáo công dân về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng các cấp thì đến nay thì địa phương cũng chưa nhận được cái đơn thư khiếu tố cáo nào. Sau khi tổ chức hiệp thương lần 3 thì Ủy ban bầu cử sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng kế hoạch là tổ chức cái vận động. Trong đó thì hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng kế hoạch chương trình hành động của từng ứng cử viên để tổ chức vận động bầu cử theo quy định. Tại Ủy ban bầu cử phường Tân Phước có 8.677 cử tri. Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tổ chức tại các khu phố đều có tỷ lệ nhất trí cao đối với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã và tỉnh. Ủy ban bầu cử phường Tân Phước cũng đã hoàn thành bản tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, gửi Ủy ban bầu cử thị xã in ấn theo quy định, đồng thời thực hiện in thẻ cử tri đạt 80%. Các ủy ban bầu cử trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đang tập trung cho việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để chốt lần cuối cơ cấu, số lượng, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, xã. Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử các địa phương thị xã Phú Mỹ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhất là đối với đồng bào dân tộc, tăng cường rà soát danh sách cử tri ở những vùng có số dân nhập cư đông. Lưu ý các đồng chí đó là trong cái tuyên truyền đó, thì các cái khu vực mà của dân mà tạm trú đó, tránh cái tình trạng mà họ lao động sản xuất rồi tới tối nửa đêm rồi mình sẽ nó trễ thì mới nó công việc chúng ta nó không có hoàn thành theo cái tiến độ thời gian. Lưu ý về cái việc an ninh trật tự, công an thị xã Phú Mỹ là phải quyết liệt. Các thành viên đoàn kiểm tra cũng lưu ý các ủy ban bầu cử ở Phú Mỹ quan tâm sâu sát địa bàn để giải quyết kịp thời những trường hợp khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử